Theo quan niệm dân gian, mua vàng ngày vía thần tài sẽ giúp cho gia chủ có một năm sung túc, phát tài phát lộc. Do đó, từ sáng sớm ngày 31 tháng 1, tức mùng 10 tháng Giêng, nhiều người dân đã chọn tìm mua vàng dâng lên mâm cúng xin vía thần tài. Tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhân viên văn phòng còn sắp xếp công việc tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi mua vàng cầu may trong ngày vía thần tài. Tương tự, tại cửa hàng khác ở quận Bình Thạnh, một trong những điểm mua bán vàng nhộn nhịp bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh cũng đón số đông lượng khách đến mua vàng trong mùng 10 tháng Giêng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Vietnamnet, số lượng người dân đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý xin vía thần tài có phần giảm so với mọi năm. Dù giá vàng trong ngày vía thần tài giảm, nhưng người dân không còn phải chen chúc xếp hàng dài chờ 1 đến 2 tiếng để mua vàng, mà ngược lại, khách chỉ cần mất khoảng 5 phút là có thể hoàn thành giao dịch. Hôm nay là ngày vía thần tài nên cũng là ngày thứ ba trong tuần, nên tranh thủ cái giờ nghỉ trưa thì mình sẽ tranh thủ mình ghé qua bên đây để mua lộc lấy may mắn. Đối với chị thì mua ít, chị chỉ mua 1-2 chỉ thôi để lấy may mắn thôi chứ không phải là mua số lượng nhiều. Mẫu mã năm nay thì có nhiều mới mẻ như là các cái miếng thần tài là hưng, phú, quý, thế là tiếp cận được rất nhiều tập khách hàng khác nhau. Về giá cả thì năm nay giá vàng có vẻ là giảm so với mọi năm đến ngày thần tài, nhưng mà giá vàng vẫn không tăng quá nhiều so với ngày bình thường. Mình không cần phải hẹn trước, mình đến đây và được các bạn nhân viên tư vấn rất nhiệt tình và mình có thể lấy được vàng trong vòng vài phút thôi. Năm nào cũng mua 2 chỉ cúng thần tài. Năm nào mình cúng vậy mình thấy cũng có may mắn, mình cứ giữ cái quan niệm vậy. Ít hơn năm rồi. Năm rồi là xếp hàng luôn á. Giờ này là mua đông lắm. Do tình hình kinh tế có phần khó khăn, người dân chỉ mua số lượng ít vàng để cầu may trong ngày vía thần tài. Các sản phẩm vàng nhẫn, vàng miếng, tượng mèo vàng được quan tâm và lựa chọn nhiều hơn cả. Ngoài ra, khách hàng còn có thể mua các sản phẩm bao lì xì có miếng vàng hình mèo và thần tài với đa dạng kích thước. Nếu so với mức đỉnh của giá vàng SJC trong vài ngày qua, mỗi lượng vàng đã bốc hơi cao nhất tới 1,5 triệu đồng. Tương tự, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24 carat các loại cũng giảm sâu. Công ty P&J niêm yết vàng trang sức, vàng nhẫn trơn 4 số 9, vàng miếng P&J mua vào 54,5 triệu đồng một lượng, bán ra 55,7 triệu đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng so với hôm trước. Một số nơi bán ra chỉ còn 55,2 đến 55,4 triệu đồng một lượng.